Đầu năm 2021, con giáp này may mắn được thăng quan, tiến chức, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi khoảng thời gian trôi qua, ai cũng mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp, đặc biệt trong thời gian bước sang một năm mới. Nếu như không thể giàu có, dư giả thì ít nhất mỗi ngày đều trải qua một cuộc sống bình yên, không chút phiền muộn. Tuy nhiên trong cuộc sống mỗi người đều phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở. Để đạt được thành công như mình mong muốn, họ phải không ngừng nỗ lực thay đổi bản thân từng ngày và mong cầu mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai sinh ra đều đã gặp may mắn. Có những người phải đối mặt, đánh đổi, phải hy sinh rất nhiều, nhưng vẫn không thể khấm khá lên được, cuộc sống vẫn sậm chân tại chỗ. Tử vi có tiết lộ đầu năm 2021 tới đây, có 4 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sẽ thay đổi bất ngờ, tài vận và nhân duyên đủ đầy khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay để biết được 4 con giáp may mắn là 4 con giáp nào. Có những cơ hội vàng nào sẽ đến với họ vào thời điểm đầu năm 2021? Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tuổi Sửu. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người cầm tinh con Châu là những người tài giỏi, ham học hỏi và họ luôn tự tin vào năng lực của chính mình. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Sửu này luôn giữ tinh thần lạc quan trong mọi tình huống vì họ có thể kiểm soát được tình hình rất xuất sắc. Họ xem thăng trầm cuộc sống là chuyện đương nhiên, vì thế khó khăn cũng là lẽ thường. Hiểu được điều này nên họ không bao giờ chùn bước trước vấn đề gì. Nếu gặp trở ngại, họ luôn dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Trong 12 con giáp, ít người giàu ý chí vươn lên như tuổi Sửu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn chăm chỉ, giữ vững được phong độ ổn định. Trong năm nay, đường tài lộc của người tuổi Sửu tiến triển khá tốt nhờ hội tụ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Theo tử vi sự nghiệp 12 con giáp năm 2021, thì năm mới là cơ hội để con giáp tuổi Sửu được thể hiện năng lực của mình. Không chỉ nhờ tài năng của mình mà họ còn được quý nhân giúp sức, nhờ đó mà sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự báo là sẽ rất hanh thông. Nhất là thời điểm đầu năm 2021, sự nghiệp của hầu hết những người tuổi Sửu có nhiều bước tiến lớn. Bạn đạt được nhiều thành tựu, dễ dàng hoàn thành kế hoạch quý đầu tiên của năm, được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp thán phục. Trước tháng 3 năm sau, một số người tuổi Sửu có những sáng tạo vượt bậc, nhờ đó mà họ sẽ nhận được những quyết định thăng chức, tăng lương. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới, thì người tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng những năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho người tuổi Sửu trong thời gian sắp tới. 2. Tuổi Thìn. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi Thìn thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Thìn không chỉ thể hiện mình là người giỏi giang, có năng lực khi nói về chuyên môn, mà họ còn là người hòa đồng trong công việc.
Bản mệnh luôn thu hút được những người xung quanh mình nhờ tính tình hài hước, lém lỉnh. Họ có bản chất nhanh nhẹn, lanh lợi, thậm chí đôi khi thích đi ngược lại với nguyên tắc. Người tuổi Thìn luôn tìm cơ hội để chia sẻ về góc nhìn mới, sáng tạo hơn trong công việc. Đầu năm 2021, người tuổi Thìn nỗ lực không ngừng để thăng hoa trên con đường công danh, sự nghiệp. Đây cũng là thời điểm công việc của họ bước vào giai đoạn nước rút, đòi hỏi phải tập trung trí lực mới có thể thành công. Vì thế, bản mệnh nhớ rằng phải chăm chỉ làm việc và bỏ ngoài tai những lời gièm pha, đồn đoán không đúng. Những nỗ lực tuyệt vời của những người tuổi Thìn cuối cùng cũng được cấp trên và tập thể ghi nhận trong những tháng đầu năm mới. Sự nghiệp của bạn ngày một thăng hoa, phát tài, phát lộc, đặc biệt là những người làm kinh doanh thì thời gian này buôn may bán đắt, tiền về đầy túi, bạc vàng đầy kho. Tuy sự nghiệp càng thành công nhưng cần chú ý đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Có thể vì không đủ thời gian dành cho họ nên sẽ có mâu thuẫn, gia đình bạn có chút xáo trộn, lục đục. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông được năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng có giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 3. Tuổi Thân. Có thể nói rằng, tuổi Thân là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Đa số con giáp tuổi Thân là người con hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em và giàu đức hy sinh cho gia đình nên được nhiều người nể trọng, giúp sức. Họ không cần quá tài năng nhưng mỗi khi gặp vấn đề, họ biết ai sẽ giúp được họ, biết tổng hợp sức mạnh của mọi người. May mắn là tuổi Thân luôn được người khác nhiệt tình hỗ trợ. Là con giáp thăng chức đầu năm 2021, người tuổi Thân hãy cứ tự tin cho dù thời điểm bạn đối mặt với những nhiệm vụ khó nhằn. Có thể thấy bạn sẽ gặp phải khá nhiều thách thức trong công việc. Có lúc bạn còn chán nản, muốn buông bỏ khi có cảm giác bế tắc vô cùng. Thế nhưng đó lại là lúc bạn thể hiện được năng lực của mình một cách rõ ràng nhất. Nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình đầu năm, nhiều người hỗ trợ cho bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cuối cùng, bạn gặt hái được thành quả xứng đáng. Vì thế, bạn nhớ là luôn phải kiên trì, vì chỉ cần bạn kiên định là đã có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Nhiều người tuổi Thân được biết đến với khả năng sáng tạo dồi dào nên thích hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật. Nếu không thì hãy nâng tầm chất lượng sản phẩm mà bạn đang quản lý lên tầm nghệ thuật mới. Hơn nữa, thời gian khởi động năm mới cũng là lúc phù hợp để làm điều gì đó mới mẻ. Đây là thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Khi đó, bạn càng có thể giúp được nhiều người thân hơn trong gia đình. Vậy nên người tuổi Thân hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo trong năm. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vật hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. 4. Tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Con giáp tuổi Dậu luôn mang bản chất tốt nhưng lại khá e dè trong các mối quan hệ. Họ cũng không khéo ăn, khéo nói, vì vậy sẽ bị người khác hiểu lầm, bị đánh giá sai từ tính cách cho tới năng lực. Việc này đã cản trở rất nhiều, khiến họ khó có cơ hội thành công như những người có cùng khả năng trong công việc.
Lời khuyên cho người tuổi Dậu càng thâm trầm, khép kín, càng có lợi cho sự nghiệp của bạn trong năm 2021, nhất là những ai được quý nhân giúp đỡ, có cơ hội phát triển khả năng ngay từ cuối năm 2020. Trong công việc, người tuổi Dậu rất cầu tiến, giàu ý chí vươn lên. Việc con giáp thăng chức đầu năm 2021 chủ yếu nhờ vào sự kiên nhẫn, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu cái mới. Vì thế, bạn nhớ chăm chỉ đọc sách, lắng nghe chỉ dẫn của những người có kinh nghiệm để những tri thức của bạn có cơ hội được khai mở. Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong năm vừa qua có nhiều thăng trầm, nhưng năm mới mọi việc đã ổn thỏa hơn. Nhờ đó giúp bạn có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá cho những dự định của năm 2021 để sự nghiệp của người tuổi Dậu đi vào ổn định, lộc tài ngày càng vượng phát. Khi bạn khẳng định được vị trí trong công việc, có được chức vụ, gia tăng tài sản, thì lúc này bạn có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ bạn bè, người thân xung quanh mình. Trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải những vận hạn, thị phi và mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là tăng cường mối quan hệ xung quanh bạn trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!